Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Thì hôm nay Khoa xin cập nhật lại tiến độ thi công tháng 7 năm 2020 cầu Thủ Thiêm 2 nối giữa quận 2 và quận nhất. Đây là những cái hình ảnh cầu Thủ Thiêm 2 đang được xây dựng khá là khẩn trương và đã đang lắp nhịp các sợi dây văng thứ 6. Đây là về phía quận 2 Thủ Thiêm. Và theo dự kiến là trong tháng 9 sẽ hợp long giữa hai bờ ở quận nhất và quận 2. Chị thấy là hình ảnh cầu Thủ Thiêm 2 rất là đẹp, đẹp hơn cầu Thủ Thiêm 1 khá nhiều. Và phía bên kia đầu cầu đó là dự án của Sơn Kim Liên, The Metropole Thủ Thiêm. Ba tòa đó chính là Galleria Residence, đã chuẩn bị cất nóc tầng thứ 12. Phía sau lưng The The Galleria Residence thì đó chính là phân khu 2 The Great Residence cũng đã được mở bán và đang nhận booking cho phân khu 3, đó là The Opera Residence. Mà chúng ta đó chính là hình ảnh cầu Thủ Thiêm 2. Về mặt này đó sẽ chúng ta sẽ thấy được khu đô thị Vinhomes Ba Son, hay còn gọi là Vinhomes Golden River của Vingroup, và phía xa xa đó là cầu Thủ Thiêm 1 nối giữa quận Bình Thạnh và quận 2. Cái hình ảnh ở bên góc phía bên trái sau này sẽ là nhà hát Opera House. Bên kia đó là đường Tôn Đức Thắng. Khoa xin giới thiệu sơ lược lại về cầu Thủ Thiêm 2. Thì cầu Thủ Thiêm 2 nối từ đại lộ Phùng Cung Thủ Thiêm qua đường Lê Duẩn quận 1 đang được xây dựng theo chương trình BT do Thành phố Hồ Chí Minh ký kết cùng với Đại Quang Minh. Cầu Thủ Thiêm 2 gồm có 6 làn xe, có chiều dài 1.465m, trong đó phần cầu dài 885m, được thiết kế là cầu dây văng với trụ tháp chính có hình dáng kiến trúc cầu rồng, cao 113m nghiêng về phía Thủ Thiêm. Cầu Thủ Thiêm 2 có chiều dài 1.4km, điểm đầu là từ giao lộ Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, quận 1 đến điểm cuối tại đại lộ Phùng Cung, quận 2, nhịp cầu chính 885m. Với 6 làn xe, 4 làn xe ô tô, 2 làn xe hỗn hợp và 3 nhánh cầu. Nhánh chính dài 435.7m, có 4 làn xe đi thẳng vượt qua nút giao Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Thánh Tôn, kết nối với 2 tuyến đường Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng. Nhánh N2 192m, kết nối từ quận 2 qua quận 1 và đáp xuống đường Tôn Đức Thắng trước nút giao N1 dài 195m, bắt đầu từ công trường Mai Linh chạy dọc đường Tôn Đức Thắng, cặp theo sông Sài Gòn, kết nối vào cầu chính đi qua khu đô thị Thủ Thiêm. Đường dẫn quận 2 dài 140m, kết nối vào đại lộ Phùng Cung trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Lợi ích trực tiếp của việc xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giải quyết tình trạng kẹt xe, giảm bớt áp lực giao thông qua cầu Sài Gòn hiện hữu đang quá tải, giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông của thành phố qua việc kết nối các quận trung tâm thành phố với khu đô thị Thủ Thiêm. Ngoài ra, cầu Thủ Thiêm 2 được thi công với hạ tầng giao thông hoàn thiện, khiến thị trường bất động sản của Thủ Thiêm và những khu vực lân cận trở nên nóng hơn. Nhiều chủ đầu tư đã và đang tham gia vào thị trường bất động sản cao cấp ở khu vực Thủ Thiêm như Empire City, The River Thủ Thiêm. Và The Opera Residence chuẩn bị mở bán, nằm trong tổng thể The Metropole Thủ Thiêm của Sơn Kim Liên. Đây là phía đường từ quận 1, đường
Tôn Đức Thắng và nhìn về hướng phía quận 2, thấy các cao ốc chụp trời có văn phòng. Thì từ phía Thủ Thiêm qua bên quận 1 thì cách một cây cầu chỉ vài bước chân thì có thể thấy được sự nhộn nhịp giữa hai cái vùng đất. Khu đô thị Thủ Thiêm được phát triển theo định hướng của phố Đông Thượng Hải và sẽ là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại của thành phố Hồ Chí Minh và của cả Việt Nam. Đây là đô thị mang tầm cỡ quốc tế. Thì các anh chị nào đang quan tâm các bất động sản ở khu vực Thủ Thiêm thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655 để được tư vấn thêm. Hiện đang nhận giữ chỗ booking cho The Opera Residence của Sơn Kim Land nằm trong tổng thể Metropole Thủ Thiêm. Nhà mẫu sẽ có vào cuối tuần này và đang nhận booking và có thể là sẽ ngưng booking bất cứ lúc nào. Các anh chị hãy nhanh chóng booking để được tham gia cái dự án rất là đẹp của Sơn Kim Land, và đây chính là dự án mà cao cấp nhất và bàn giao trang thiết bị tốt nhất từ trước đến nay của Sơn Kim Land. Kính chị nào thích kênh hãy vui lòng đăng ký subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất mà Khoa sẽ cập nhật sau khoảng vài ngày nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Xin mời các anh chị cùng tiếp tục theo dõi video vào buổi ban đêm của khu vực ngay cầu Thủ Thiêm. We'll be right back.